Nói chung như này này, em thì cũng chưa gặp được anh Thái Bình bao giờ, cũng mong là một lần được gặp anh. Em thì xăm chỗ gọi là nghệ thuật thôi, em không phải hổ báo gì cả đấy, em cũng không phải dân xã hội. Nhưng mà em nghe tin anh từ bên nước ngoài, từ Campuchia, Lào, Thái Lan, nói tên anh khét mù lên bên đây luôn nhá. Nói chung anh em nào biết Thái Bình, bạn hiểu chất Thái Bình như nào thì anh em bình luận một câu cho tôi nhá. Còn bản thân Long chính con thì cũng không phải xã hội đâu. Bản thân Long chỉ làm nghề kéo view, tạo drama, rồi xây dựng cái TikTok cho anh em, rồi déo tên theo yêu cầu, chúc mừng sinh nhật theo yêu cầu anh em thôi. Ok anh Giai Thái Bình nhá. Em Long chính con chúc cho anh Giai Thái Bình sức khỏe, chúc cho gia đình của anh bình an, chúc công việc của anh, sự nghiệp của anh càng ngày càng gặp nhiều may mắn. Em Long chính con luôn luôn tôn trọng anh Thái Bình. Mà anh Thái Bình đúng là một người anh lớn, đúng chất một người anh luôn. Anh em út của anh Thái Bình, ai cũng tôn trọng anh Thái. Bởi vì độ chất, độ đẳng cấp của anh Thái, mãi đỉnh luôn. Ok anh Thái Bình nhá.